Sáng ngày 12 tháng 9, Trung tá Đoàn Sơn Nam, chính trị viên đảo sinh tồn huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 46 ngư dân tàu QNG95834TS sau nhiều giờ mắc cạn trên biển. Trước đó, tàu cá Quảng Ngãi do Nguyễn Đình Thường làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại vị trí cách đảo Phan Vinh 5 hải lý thì đột nhiên bị mắc cạn và buộc phải phát tín hiệu cấp cứu. Đến sáng ngày 10 tháng 9, sau nhiều giờ tìm kiếm, tàu 741 nhận lệnh từ quân chủng Hải quân đã cứu vớt thành công 46 ngư dân và đưa về đảo sinh tồn chăm sóc sức khỏe, cung cấp nhu yếu phẩm và chờ tàu đưa về đất liền.